Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về con người đi tìm đạo hay đạo tìm người. Tuyết Già chia sẻ để các bạn luận ra thử coi mình tìm đạo hay đạo tìm mình. Tại sao chúng ta cần đi tìm đạo để thoát ly khỏi cái gì, cái thú tánh, để bảo tồn cái thiên mạng của mình. Cái thú tánh ở đây á, cái chữ thú này không phải là gọi là thú vật, gọi là thú cầm nha các bạn. Thú tánh cũng như là người ta nói là công nhận là cái thú vui đó, đây là cái tính cái thú thôi chứ không phải là thú vật nha các bạn. Đó là Tuyết Già nói rõ ràng như vậy để mình thoát ly khỏi cái thú tánh của mình, nó cái thú vui, cái tật vui của mình, hoặc là cái sự ham muốn của mình, cái dục vọng của mình, tất cả từ coi như là cái thân mạng của mình, cái xác phàm này, để mình bảo tồn cái thiên mạng của mình, tức là cái mạng của trời. Đây là luật chung của nhân loại mà Tuyết Già học và chia sẻ cùng các bạn. Tại vì chúng ta mang thể xác này gọi là nhục thể xác phàm, đúng không các bạn? Nếu muốn tu nhanh đắc đạo á thì phải tương liên mật thiết với nhau, nó cũng như là để nó điều độ dìu dắt chúng ta trên con đường tu, tức là mình coi như là tương liên mật thiết với nhau là như thế nào, là giữa xác phàm với linh hồn. Nó giữa cái xác phàm này với cái linh hồn này thì mình cũng như tiết chế là cái xác phàm này. Cái xác phàm này nó đòi ăn cũng như là cái thú vui, cái thú tánh, cái thú đòi hỏi, cái dục vọng, tất cả những gì thì mình tiết chế lại, mình sửa lại, mình ăn uống theo gì, theo cũng như là giống như là mình ăn làm sao mà những cái gì mà nó thanh đừng có trượt. Đó, để cho nó liên kết, nó mật thiết với linh hồn, để thi cũng như mật thiết với nhau để nó điều độ mà dìu dắt chúng ta đó các bạn. Thì cái này coi như muốn tu cho nhanh đắc đạo là mình phải như thế nào? Mình phải coi như đúng cái luật chung thì mới nhanh đắc đạo. Rồi trên cái con đường tu thì tánh và mạng phải song tu, tức là mình tu là cái linh hồn mình là mình phải tu luôn cái xác phàm của mình nữa. Ví dụ như mình nói rằng là tôi tu vô vi mà cái xác phàm tôi vẫn còn ăn thịt động vật, vẫn còn uống rượu, vẫn còn coi như là ham muốn tiền bạc, dục vọng, coi như là ái dục, tất cả những gì, thì cái đây gọi là không phải song tu. Đó, thì nếu như mình không song tu được thì coi như là từ cái bát hồn vẫn chuyển hóa thành chúng sanh, vì thế nên vẫn còn gọi là thú tánh trong cái xác thịt của chúng ta nè các bạn, đúng không? Là coi như là những cái gì mà mình hạ đẳng hạ cấp, mình từng nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã quá sanh quá đẳng thì mình vẫn còn trong xác thịt mình chưa có giải hết đó các bạn, thấy không? Thì hôm nay mình đến với đạo để gì? Để mình dần dần mình giải hết. Nói chung là giải một lần nó không có hết nha các bạn. Mình phải giải giống như là từ từ. Tại vì nhiều khi mình thèm ăn thịt, thèm uống rượu, thèm trai đẹp, thèm gái đẹp, thèm vợ đẹp, con ngoan, ham muốn. Cái lòng ham muốn dục vọng của chúng ta coi như là phải giống như trỗi dậy thì mình không có cầm lòng được. Nó còn nếu như nói đạo vợ chồng thì cái này nó khác nha các bạn, hoàn toàn khác. Đạo vợ chồng tức nghĩa là âm dương cấu tạo, nó cấu tạo hình hài để cũng như là bổn phận, tròn cái bổn phận đạo nhân, thì cái này hoàn toàn nó khác, còn cái dục vọng nó khác nha các bạn. Đó, thì bây giờ coi như là chúng ta đi tìm đạo để làm chi vậy? Để coi như là làm sao để thoát ly ra khỏi cái quyền năng mà gọi là ràng buộc đó các bạn, thấy không? Cái quyền năng ràng buộc coi như là như thế nào? Cái quyền năng ràng buộc của thể xác này nó mạnh lắm các bạn ơi. Nó bắt mình giống như ăn thịt đi, nó bắt mình cũng như là tham lam đi, nó bắt mình ham tiền thiệt là nhiều đi. Nói chung là ai cũng vậy. Thí dụ như là nói rằng là bây giờ đi làm mà đủ ăn đủ sống rồi không có chịu đâu, suy nghĩ nằm điêu suy nghĩ, cào cấu, mượn tiền mượn bạc, cũng như là gom góp, tòm thâu tất cả những gì. Thấy người nào mà hiền lành tu hành đạo đức rồi các bạn biết sao không? Hay đi cũng như là tìm những người già lớn tuổi vậy đó, cái đi theo mượn tiền mượn bạc len lỏi gạt gẫm. Thời buổi bây giờ các bạn thấy rất khổ cho những người mà hiền lành không?
Nó người ta hả khóc ngày khóc đêm gì hả, vấn đề mà hả lường gạt mà đến mức độ mà hả không còn mà biết suy biết nghĩ nữa như hiện nay. Cho nên Tuyết Già suy nghĩ để cho mình tránh khỏi cái sự gì bị lường gạt. Nó tức là cái gì, quyền năng nó ràng buộc, nó bắt buộc mình phải lường gạt, nó bắt buộc mình phải ham hố, nó bắt buộc mình cũng như là hả cũng như là thương yêu ái giận hờn, nó bắt buộc mình đủ thứ hết. Các bạn thấy cái quyền năng ràng buộc trên trần thế này nó làm cho chúng ta coi như là đau khổ hơn, đúng không? Thì bây giờ mình tìm đến đạo là hả mình đến với đạo để mình tránh khỏi tất cả những gì cái sự ràng buộc này, để chúng ta hả cũng như đi tìm đạo để đạt được gì, chân pháp giải thoát kiếp sanh. Nó cái kiếp sinh trên mà cõi ta bà này các bạn thấy nó rất là đau khổ, chúng ta phải diệt quả, coi như là diệt quả kiếp của mình để đạt cơ siêu thoát. Các bạn thấy nó dễ không, khi mà tu nó rất là từng dần dần là các bạn thấy các bạn đã bước lên rồi đó. Thì bây giờ coi như là mình diệt quả được cái kiếp nhân sinh của mình rồi chứ gì, thì mình đạt lên cái cơ gì, cái cơ siêu thoát. Khi mà đạt lên cái cơ siêu thoát rồi thì các bạn có biết rằng mình mới lập vị, gọi là lập vị thần thánh tiên Phật, tức là hả gọi là giống như là ngũ chi phục nhất đó các bạn. Thì gọi là gì, nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo. Mà nói tới Phật đạo rất là xa, bây giờ mình hả ráng đạt được cái cơ siêu thoát đi, mời bước lên thần đạo đó các bạn. Rồi thì lúc này là gì, bắt đầu đạo tìm mình đó, đúng không các bạn? Đạo đang tìm chúng sanh trên cõi ta bà này, chứ mình đâu có phải là mình cần tìm đạo nữa. Nó tại mình không biết mình mới đi tìm đạo, chứ thật ra là Thượng Đế đang tìm con cái của Ngài để quay trở về cái bổn tánh, coi như học đạo để cho Thượng Đế rước về, để coi như tiếp tục trên cái cõi tịnh nữa mà mình không biết đó các bạn. Tại vì xuống trần này nó vui quá, không ai mà hả mà tránh khỏi cái sự nhiễm trần hết. Tiết gia cũng từng đã nhiễm trần rồi. Khi mà mình nhiễm trần rồi, mình rất là ham tiền, ham bạc, ham vật chất, ham xe hơi, ham nhà lầu, nằm đêm suy nghĩ hoài luôn đó các bạn. Suy nghĩ không biết làm gì có tiền. Người ta hữu duyên, hữu phước, người ta cũng như đến trần gian này người ta có phước rồi, cái tự nhiên người ta có tiền, có nhà lầu, có xe hơi, có tất cả trên cái mặt trần gian này. Còn mình là cái người thiếu phước, rồi cho nên mình suy nghĩ hoài luôn, suy nghĩ mượn tiền, mượn bạc, gạt gẫm, ham muốn tất cả những gì, cái lòng dục vọng mình nó trỗi dậy, là tức là hả mình phải coi như là thoát ly cho nó khỏi cái thú tánh này đó, để mình hả coi như tiếp tục cái con đường mà gọi là tu, phải song tu. Nó tu cả tánh và mạng, coi như là hả song tu thì hả mình mới đi đến cái con đường mà giải thoát giác ngộ, đó là tiết già học đó các bạn. Chứ nếu như bây giờ mà mình vẫn coi như là mình tu, mình nghĩ mình sẽ tu hoài, là coi như mình tu để mình hạnh phúc, thì cái này cũng đúng chứ không có sai. Mình tu để tránh được những cái nghiệp chướng trên cái cõi ta bà này, nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây rồi, thì cái này cũng đúng luôn chứ không có sai. Nó nhưng mà khi mà mình hả đi đến cái con đường đạo rồi, mình phải đạt được cái cơ siêu thoát đó các bạn. Mình đừng bao giờ buông nha các bạn. Đừng bao giờ mà đã đến đây rồi mà mình buông tay, mình coi như là hả coi như xúc tay là nó té xuống một cái rầm là rất là uổng cho cái kiếp sanh trên cái cõi ta bà này. Tại vì khi người giác ngộ là người có phước, người hữu phước, người có hạ một cái duyên lành đưa đến mới được coi như là giác ngộ tu tập. Mà nếu đến đây mà vì một cái giống như là một cái sự hận thù nào đó, những cái gì mà hơn thua là coi như là mình rớt đó các bạn. Giống như mình nhìn nhà bên cạnh mình nói rằng sao mà người ta giàu quá, hay là bạn mình giàu quá mình cố làm. Những người nào càng cố làm chừng nào lại càng không được chừng đấy. Các bạn thấy nó rất là lạ. Bởi vì sao? Mình cố làm là mình suy nghĩ con đường sai trái liền hà. Tại vì mình cứ thả lỏng nó đi, mình đi tìm cái đường tu để tìm phước báo thì tự nhiên tiền nó đến. Mình suy nghĩ là thấy sai rồi, 100% là sai luôn. Bởi vì sao sai? Mình suy nghĩ vậy nè, giờ mình đi mượn tiền ngân hàng nè, cái này không có sao, luật pháp nó không có nói gì mình hết. Rồi mình có trả được không?
làm sao mà trả được, cái thời này làm ăn rất là khó, bởi vì thời đại ân xá cho chúng sinh trên cõi ta bà này để tu chứ không phải để hơn thua, không phải để danh lợi, mà mình đi theo con đường danh lợi rồi mình mượn tiền, mình gá mượn, mình hốt của, mình làm tất cả những gì là thấy mình sai rồi. Sai trong cái chỗ gì? Chỗ mình ham danh vọng đó, các bạn thấy không? Cũng như là lo danh vọng, hao mòn thân thể, ham làm giàu của đệ bằng non, một mai nhắm mắt đâu còn, đem vàng chuột mạng mà đổi lòn đặng chăn. Các bạn thấy không? Bây giờ làm đi, cài đi, cài hả, coi như là quá nhiều luôn. Rồi lúc đó mình mang theo một cái nghiệp trần, mình mang theo cái tội nè. Đó, mình làm sai trái là mang theo tội, nhất là mình đi cũng như là mình nói ngon nói ngọt để mình lừa dối tiền bạc người ta, để mình mượn tiền người ta mình không trả, hoặc là mình nói những người mà ta neo đơn và cả người ta tu hành tất cả những gì người ta hiền lành mà mình theo mình cứ gá mượn, mình theo mình hỏi hoài là mình sai rồi đó, các bạn thấy không? Hả, nhào vô cái chữ danh vọng là nó sai à. Mà Tiết Già học để chia sẻ cùng các bạn chứ đây không có dám phán xét ai. Một khi cái người đã ham danh vọng rồi, người ta nghe cái câu này người ta rất là ghét. Tại vì người ta nói tôi mượn tôi trả, chứ đâu tôi đâu có giật đâu, đúng không? Mà hả, rất là nhiều người cho mượn tiền bị rớt cái cảnh này rất là nhiều luôn. Cho nên Tiết Già phải nhắc đi nhắc lại để cho tất cả coi như là chúng ta phải giữ cái đường tu, chúng ta phải hả, giống như nói hả, tinh tấn tu hành và chánh pháp để tránh khỏi cái lũ ma quỷ hiện nay nó gọi là hả, nó nổi dậy mà nó lường gạt rất là nhiều đủ kiểu luôn đó. Thì quay lại nói rằng chúng ta hả, nói rằng là mình tìm đạo hay đạo tìm mình đó, các bạn thấy không? Coi như đạo tìm mình, đạo tìm tới mình luôn, mà mình tại vì mình không nhìn thấy đó, các bạn thấy không? Chứ mình không có cần tìm đạo, nó tức là mình đã đến với đạo để mình học những cái gọi là thoát ly những cái xấu xa, những cái thú tánh để mình bảo tồn cái mạng sống, cái thiên mạng, cái mạng trời phú cho mình, trời cho mình một cái mạng thiên mạng như thế này mà mình không bảo tồn để hả, cái luật chung như thế này hả, các bạn thấy không? Chứ không phải là đi đến đạo là để học cái sự gì, cái sự mà gọi là giống như là thần thông biến hóa cao siêu hơn thua gì hết, không phải vậy. Học chính cái bản thân mình để thoát ly ra khỏi cái sự khổ đau cho cái bản thân mình, nó mà cứu rỗi được coi như là hả, cái linh hồn của mình rồi hả, mình khi mình đạt được coi như là cái pháp giải thoát kiếp sinh rồi thì bắt đầu hả, lúc này mình mới hiểu ra, thì lúc này mình hiểu ra là cái gì, đúng không các bạn? Đạo tìm mình, đúng không? Thì bây giờ tất cả chúng ta ai cũng buông bỏ để tu hết, để nhìn thấy rằng trên cõi ta bà này là rõ ràng là đạo tìm mình. Tiết Già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng nhìn thấy rằng đạo tìm mình, để coi như con đường tu giải thoát coi như là nhanh hơn là mình phải giống như là hả, đi cũng như xa xôi mà tìm đạo, đúng không các bạn? Video Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.